Chị không biết nói gì hơn được, cái nước em cũng cảm ơn dữ trời lắm. Bây giờ không biết sao, không biết sao mà để cảm ơn cho hết luôn á. Cho em xin gửi lời cảm ơn mấy cô mấy chú, mình nói giờ em không biết lại ăn tiếng nói, cho em xin gửi lời cảm ơn với mấy người, cho mấy cô mấy chú cho em nghe chị về, cảm ơn chị và anh luôn. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến lại tiếp tục đi bàn giao một số cây nước sạch mà được cô chú Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con ở vùng kế sách Sóc Trăng. Thì như hôm trước thì Yến đi khảo sát tổng cộng là 11 cây, nhưng mà đợt trước mình đã bàn giao được 5 cây rồi, thì hôm nay là mình sẽ bàn giao luôn 6 cây còn lại. Mỗi cây nước ở tại huyện kế sách là một cây là khoan, giá khoan với lại lắp đặt đầy đủ luôn là 4.900.000 đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho phần chán xăng thêm nữa là 500.000, là tổng cộng là 5.400.000. Và cái này là giá áp dụng cho huyện kế sách, còn những huyện khác thì mỗi cây nước là 5.500.000 đồng và chán xăng nữa là 6.000.000 đồng nha cô chú anh chị. Dạ thì Yến cũng xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con có cái nguồn nước sạch để sử dụng. Thì hôm nay là Yến đến 6 hộ bàn giao, cho nên nó là những cái hộ này thì ở cách xa nhau lắm cô chú anh chị, cho nên nó là Yến đi đến thì không có mang nhiều gạo đồ được, cho nên là chỉ là mang theo quà là mỗi nhà là 1 ký lạp xưởng trị giá 220.000 là được chị Diễm Hằng ở Mỹ gửi tặng thôi. Tổng cộng 6 hộ là 6 ký, và cùng với những cái phần quà thêm mà gia đình gửi cho nữa thì Yến sẽ đến trao cho gia đình luôn. Và bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình đi đến từng hộ nha. Dạ hộ mà Yến đến thăm tiếp theo đó là hộ của nhà anh Nguyễn Văn Bé. Thì hộ này là hôm trước là được sự giúp đỡ của chị Bình và chị Mỹ Lam ở bên Canada, thì giúp đỡ cho gia đình 4.900.000 đồng để làm cây nước sạch và 500.000 đồng để chán sân. Dạ xin cảm ơn hai chị ở bên Canada đã giúp đỡ cho gia đình. Cùng với những cái phần quà ngày hôm nay thì Yến sẽ vào trao cho gia đình. Dạ xin cảm ơn cô chú anh chị. Dạ. Nhà của anh Bé ở bên đây nè cô chú anh chị. Dạ. Dạ, dạ em chào chị. Dạ, chị là vợ của anh Bé hả chị? Dạ. Dạ, bữa nay em đến thăm gia đình để bàn giao cái cây nước sạch của gia đình mình ha chị ha. Dạ, hôm trước em có gặp anh Bé đó và có thông báo với gia đình đó là anh được chị Bình với chị Mỹ Lam ở bên Canada giúp đỡ cho mình là 4.900.000 đồng để làm một cây nước sạch với lại 500.000 để chán xăng. Dạ. Thì bữa nay là cây nước đã chán xong cho nên em đến bàn giao ha. Cảm ơn nha. Chị không biết nói gì hơn được, cây nước em cũng cảm ơn dữ trời lắm. Bây giờ không biết sao, không biết sao mà để cảm ơn cho hết luôn á. Có cây nước rồi gia đình mình thì sử dụng nó dễ dàng hơn, nó sạch sẽ hơn ha chị ha. Với lại ở đây là này là 1 ký lạp xưởng. Một ký lạp xưởng này là của chị Diễm Hằng ở Mỹ là gửi tặng cho gia đình mình để ăn cơm ha. Với lại có cô Thu Dung ở bên Úc có gửi tặng cho mình 1.000.000 đồng. Cảm ơn cô đó với chị Diễm Hằng ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ kiểm tra cái cây nước lại để coi coi là được chưa ha. Đây là cây nước của nhà anh Bé nè. Cô chú anh chị, cây nước rất là mạnh luôn. Mà nước cũng rất là trong sạch. Chị coi nước được chưa chị? Được rồi ha. Gia đình có nước sạch để sử dụng rồi. Nước rất là mạnh luôn cô chú anh chị. Rồi tắt luôn em. Thì hôm nay Yến đến bàn giao tiếp là cây nước nhà của anh Hồ Văn Nết và chị vợ là Lâm Thị Trang. Thì cây nước này là hôm trước Yến có thông báo với gia đình là được sự giúp đỡ là của chú Lương Đức Chấn ở bên Cali, Mỹ. Thì giúp đỡ là 4.900.000 đồng để làm một cây nước sạch và tiền chán sân là 500.000. Dạ xin cảm ơn chú đã giúp đỡ cho gia đình. Ngoài ra hôm nay Yến còn nhận được thêm những phần quà mà cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho gia đình. Thì chút nữa Yến sẽ vào và trao cho gia đình và mình đọc tên luôn. Dạ em chào chị. Chị khỏe không chị? Bữa nay em đến bàn giao cái cây nước sạch. Hôm bữa em có thông báo ha chị ha. Cái này là 1 ký lạp xưởng chị Diễm Hằng ở Mỹ tặng cho mình. Để ăn cơm ha chị ha.
em xin gửi cảm lời cảm ơn chị Diễm Hằng nha chị. Dạ. Dạ cũng cảm ơn chị luôn. Dạ. Dạ. À, hôm trước em có báo với chị là cây nước của mình là được chú Lương Đức Chấn ở bên Cali Mỹ có giúp đỡ cho mình 4.900.000 làm cây nước sạch. Dạ. Chú có giúp thêm mình 500.000 để chán sân nữa ha chị ha. Dạ. Dạ cái này là của chú Chấn ở bên Mỹ. Dạ. Dạ. Em gửi lời cảm ơn chú Chấn gì rất là nhiều luôn. Dạ. Dạ có cây nước sạch chị có mừng không? Dạ dạ mừng lắm ạ. Dạ. Dạ. Rồi có nước sạch để cả nhà mình sử dụng ha, cho mấy đứa nhỏ xài cho nó sạch sẽ hả chị ha. Dạ. À, ngoài ra bữa nay em còn nhận được thêm một số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng. À, số tiền này là 4 triệu đồng. Thì trong đó là có cô Thu Dung ở bên Úc gửi tặng cho chị 1 triệu, chị Mỹ Ngô ở Na Uy tặng 1 triệu, chú Nguyễn Văn Thanh ở Bình Tân tặng 1 triệu và cô Phạm Ngọc Sương ở Mỹ gửi tặng 1 triệu. Tổng số tiền là 4 triệu đồng ha. Dạ. Cho em xin gửi lại cảm ơn người, mấy cô mấy chú mình đó, giờ em không biết lại ăn tiếng nói cho em xin gửi lời cảm ơn mấy người cho mấy cô mấy chú cho em nghe chị về cảm ơn chị và anh luôn. Dạ dạ rồi để dành tiền để mình trang trải cho gia đình ha chị ha. Dạ với lấy lập xưởng chiên ăn cơm ha. Dạ bây giờ mình vào bên trong để mình coi cây nước ha chị ha. Dạ cây nước thì ở sân nhà của chú anh chị. Dạ chỗ đấy chỗ có xô á. Dạ đây mình đi ra sau. Dạ, chân. Dạ, mình khoan cây nước ở đây nè cô chú anh chị. Dạ. À, với lại có chén sân thêm ở đây, cái phần sân chén nên cho gia đình sử dụng ở đây cho sạch sẽ. Dạ, rồi cây nước là mình khoan ở đây. Dạ. Dạ, à, mở nước lên giùm em đi. Dạ, đây là cái nguồn nước của gia đình nè cô chú anh chị. Cái nước cũng rất là sạch nè, chỉ có cái nước sạch không chị? Dạ, yeah, nước này được rồi hả chị ha. Dạ, yeah, em thấy nó rất là mạnh luôn. Nước rất là mạnh. Dạ, cái nước mà Yến đến bàn giao hôm nay đó là cây nước nhà của anh Thản. Và dạ, cây nước anh Thản thì hôm trước Yến có nhận được sự giúp đỡ là của cô Tiffany Lê và chú Dũng Trần ở Boston, Mỹ gửi tặng 4.900.000 để làm cây nước sạch và 500.000 để chán sân. Dạ, Yến xin cảm ơn cô chú đã giúp đỡ phần cây nước với chán sân cho gia đình của anh Thản. Dạ, ngoài ra thì còn thêm những phần quà nữa thì bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào bên trong mình thăm gia đình nha. Dạ. Dạ, nhà của anh Thản ở đây nè cô chú anh chị. Hai vợ chồng với lại mấy đứa con mà không có nước sạch xài. Dạ chị. Dạ chị là vợ anh Thản hả? Dạ. Dạ. À, bữa nay em đến để mình bàn giao cái cây nước sạch đó chị ha. Dạ, dạ hôm trước rồi em có báo với anh Thản là cây nhà mình là được cô chú Mạnh Thường Quân, đó là cô Tiffany Lê với lại chú Dũng Trần ở bên Mỹ tặng cho mình 4.900.000 để làm cây nước sạch. Dạ. Dạ với lại 500.000 chán sân. Dạ. Dạ thì bữa nay em đến em bàn giao ha chị ha. Dạ. Dạ, nhà mình có cây nước sạch rồi à, gia đình mình có mừng không chị? Dạ mừng lắm chị, lâu lắm nay rồi đâu có nước sạch chứ xài với người ta đâu. Dạ để trong vườn nữa. Dạ dạ ở trước đó là gia đình mình xài cái nước ở trước đó đúng không chị? Xài nước sông. Nước sông à. Nước sông á. Dạ. Mình đưa vô vườn mình xài thôi. Dạ em thấy nhà có bé nhỏ mà lúc trước xài vậy thấy nó không nó bất tiện lắm, rồi xuống dưới mẹ chồng ở thời gian đó rồi. Dạ. Đâu có nước đâu, có em bé rồi giờ cũng chuẩn bị dọn lên ở hả chị? Dạ, dạ có nước rồi bây giờ dọn lên đây ở lại bình. Dạ, thường dạ. Ha. Dạ. À, tại bữa em có nghe chị mới sanh em bé đó. Dạ. Dạ. À, bữa nay ngoài phần cây nước ra thì có cô chị Diễm Hằng ở Mỹ đã tặng cho mình 1 ký lạp xưởng hả chị ha. Dạ, à, với lại thêm một phần quà đó là số tiền 3 triệu đồng. Số tiền 3 triệu đồng này là của cô Thu Dung ở bên Úc là gửi tặng 1 triệu. Cô Tiffany Lê với lại chú Dũng Trần ở Boston, Mỹ gửi tặng 1 triệu. Và chị Mỹ ở bên Na Uy gửi tặng 1 triệu. Tổng số tiền là 3 triệu đồng. Nên em xin trao cho gia đình. Dạ, dạ em cũng cảm ơn Mạnh Thành Quân đã giúp gia đình em có số tiền này. Dạ, có nguồn nước sạch cho gia đình em nữa. Dạ, dạ em cảm ơn rất nhiều. Dạ. 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 Thì bây giờ là em sẽ đưa cô chú Mạnh Thường Quân đi coi một cái coi cái cây nước sạch của mình ha chị ha. Dạ. Dạ. À, em mình đi đường ngoài ha, đường trong. Đi đường ngoài đi chị. À, rồi em bé ngủ rồi. Để đi đường ngoài đi. Dạ. Dạ, cây nước của mình ở đây nè cô chú anh chị. Dạ. À, cây nước thì khoan ở ngoài đây và chán sân ở đây. Dạ nhưng mà gia đình là để cái motor đem vô trong luôn để xài cho dễ rồi. Dạ. Này thì gia đình nó có nâng thêm cũng đầu à, dạ, gia đình có nâng thêm một miếng nền lên cho nó cao cao để sử dụng nè, mai mốt mình có thể câu ống thêm để mình xài cho gia đình ha chị ha. Dạ rồi mở nước giùm em đi anh ơi. Dạ.
đây là cây nước của nhà anh Tốt nè cô chú anh chị, thấy cái nước này nó cũng rất là trong sạch và nó cũng mạnh nữa. Dạ. Dạ, cây nước Yến đến bàn giao đó là cây nước ở nhà của anh Võ Kiên Cường. Thì hôm trước Yến có thông báo là cây nước này là được sự giúp đỡ là của cô Thế Thị Ba ở Canada, giúp đỡ 4.900.000 đồng là một cây nước sạch và 500.000 đồng để chén sân. Dạ, xin cảm ơn cô đã giúp đỡ cái phần cây nước với lại chén sân cho gia đình. Ngoài ra Yến còn nhận được thêm những cái phần quà trao cho gia đình ngày hôm nay, cũng là của Mạnh Thường Quân giúp đỡ, thì chút nữa vào Yến sẽ thông báo luôn. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào thăm gia đình và mình xem cây nước nha. Ở đây là nhà của anh Võ Kiên Cường. Dạ em chào chị. Chị là vợ của anh Cường hả chị? Dạ. Dạ hôm trước rồi lại không có gặp chị, gặp anh thôi. Rồi em có thông báo với anh là được cây nước nhà mình là được sự giúp đỡ là của cô Thế Thị Ba ở Canada, giúp cho mình 4.900.000 để làm cây nước sạch với lại 500.000 để chán sân bằng cây nước hả chị ha. Bữa nay thì em còn nhận được thêm cái này là một ký lạp xưởng là của chị Diễm Hằng ở Mỹ, có gửi tặng cho mình một ký lạp xưởng. Ngoài ra bữa nay em còn nhận được sự giúp đỡ là số tiền 2.000.000 đồng của cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho gia đình, thì trong đó là có chị Mỹ Ngô ở Na Uy thì là gửi tặng 1.000.000, với lại cô Thu Dung ở bên Úc gửi tặng 1.000.000, tổng số tiền là 2.000.000 đồng. Dạ này cô chú Mạnh Thường Quân gửi thêm cho gia đình. Dạ, em xin trao 2.000.000 đồng hả chị ha. Dạ. Chị cho em gửi lời cảm ơn với mấy bạn Mạnh Thường Quân chị. Cảm ơn nhiều. Dạ, bữa nay có cây nước gia đình mình mừng không chị? Dạ mừng chị. Dạ, hồi lúc trước là xài cái nước nước sông phải không chị? Dạ đúng rồi chị. Dạ, bây giờ thì có cái nước sạch rồi để cho mấy đứa nhỏ với gia đình rồi xài cho sạch sẽ hả chị ha. Dạ. Dạ, chị cho em gửi lời cảm ơn nhiều chị. Dạ. Bây giờ là mình đi qua bên coi cây nước ha chị ha. Dạ, dạ chị cất đồ đi, cất qua đi ha. Dạ. Dạ. Cây nước ở sau nhà này cô chú anh chị. Chị câu ống lại hả chị? Dạ. Câu ống lại đây rồi. Dạ vậy chị cầm ống qua đây giùm em ha. Dạ dạ. Dạ. Dạ cây nước của mình thì khoan ở đây nè cô chú anh chị, với lại mình có chén thêm một khoảng sân để cho gia đình sử dụng luôn. À, dạ rồi anh ơi mở ra nước giùm em đi anh ơi. Nay cúp điện vậy, nay cúp toàn xã. Cúp toàn xã luôn hả? Ồ bữa nay là ở đây là bị cúp điện rồi cô chú anh chị, cho nên là mình không có thử cây nước được rồi. Nhưng mà mấy ngày nay là chị có sử dụng được không? Dạ có, em xài bình thường, em xài em chứa nước chứa lưu em xài bình thường. Chị thấy cái nước này nó trong sạch chưa? Dạ sạch rồi. Sạch rồi nha. Dạ chị thấy cái nguồn nước nó mạnh không chị? Dạ mạnh. Dạ. Không có phèn nữa. Không có xài phèn. Im lắm. Dạ xài im ha. Dạ. Dạ dạ vậy em cũng mừng. Tính là em lại là tính thử cây nước cho Mạnh Thường Quân, cô chú Mạnh Thường Quân coi, nhưng mà bữa nay là cây này ở đây bị cúp điện rồi. Dạ vậy thôi mình cắt vô. Dạ, dạ em tưởng đâu có nước để mình sử dụng. Dạ. Xài bình thường. Xài bình thường hả chị ha? Dạ. Lưu đi nè. Dạ bây giờ hứng lưu rồi xài ha. Dạ. Dạ rồi có cái nước để sinh hoạt rồi em cũng mừng cho gia đình hả chị ha. Dạ. Dạ cái nước tiếp theo Yến đến bàn giao ngày hôm nay đó là cây nước nhà của cô Kiều Trinh. Thì hôm trước là Yến có thông báo là cây nước này là được sự giúp đỡ của cô Kiều Lê ở Mỹ, thì giúp đỡ 4.900.000 đồng để làm cây nước sạch và 500.000 đồng để chán sân. Dạ xin cảm ơn cô Kiều Lê rất là nhiều đã giúp đỡ cái phần này. Ngoài ra thì còn thêm những phần quà, thì bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến ở bên trong mình trao cho gia đình luôn nha. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ bữa nay đến để mình bàn giao cây nước đó, cô ha. Dạ hôm trước thì con có báo cho cô biết là mình được cô Kiều Lê ở Mỹ giúp đỡ cho 4.900.000 để làm cây nước sạch với lại 500.000 chán sân. Dạ đây là cái phần quà. Đây là cái phần quà 1 ký lạp xưởng của chị Diễm Hằng ở Mỹ gửi tặng cho gia đình. Bữa nay là gia đình mình có cây nước sạch để sử dụng rồi. Cô có mừng không cô? Mừng. Dạ. Cảm ơn cô đã giúp cho được cây nước với phần quà. Cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ có vậy mới có nước xài. Nước dạ, cái này là của cô Kiều Lê ở Mỹ. Cô Kiều Lê, dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, ngoài ra thì gia đình mình còn nhận được 1.000.000 đồng này là của cô Thu Dung ở bên Úc là giúp đỡ cho mình ha cô ha. Dạ, vậy cảm ơn cô ngang, cô cảm ơn nhiều lắm. Dạ, dạ. Bây giờ mình ra sau để coi cái nước ha cô ha. Dạ. Dạ. Thì cái này hôm bữa là đội thợ là phan một cái, là chén một cái sân nhỏ. Đội thợ hôm trước là chén một cái sân nhỏ mà gia đình đã lấy thêm xi măng rồi chán thêm cho nó rộng ra luôn. Dạ bây giờ mình thử cây nước ha cô chú anh chị. Đã cốt rồi.
cúp điện nè. Dạ bữa nay Yến đến đây thì bạn giao cây nước ngay cái xã này cho nên nó là có một số cây nước là bị cúp điện rồi cô chú anh chị, cho nên là không có thử được. Thì hôm nay là chắc là Yến đến Yến bàn giao với lại trao quà cho gia đình trước, thì có thể là hôm nào khác Yến sẽ quay lại đây để đi kiểm tra lại cái phần cây nước này. Dạ. Dạ mấy ngày nay cây nước phan xong thì cô thấy xài được chưa con? Được, sạch sẽ nữa. Dạ, sạch sẽ rồi ha. Vậy là cái nguồn nước nó cũng ổn định cho mình sử dụng rồi ha. Dạ, thì tạm thời bữa nay là do cúp điện cho nên là ý đi cái này ngày này không có coi trước cho nên là không có biết. Thì để cái này là để có gì hôm sau Yến vô Yến sẽ kiểm tra lại sau. Dạ, nếu mà cái nguồn nước mình sử dụng ổn định rồi thì từ nay trở đi mình xài cái nước này luôn đi ha cô ha. Đừng có xài cái nước sông rồi nó dơ á. Dạ. Dạ. À, đây là cái phần cây nước của gia đình nè cô chú anh chị. Đây cây nước nè, thì Yến đã ghi họ chán cái phần sân vừa đúng rồi, nhưng mà gia đình là chán thêm cái sân rộng nữa để sử dụng luôn. Dạ thì cái này là của gia đình tự chán thêm. Dạ cây nước tiếp theo Yến đến bàn giao đó là cây nước nhà của chú Hòa với lại cô Oanh. Dạ cây nước này hôm trước là Yến có nhận được sự giúp đỡ là của cô Xuân Đặng ở Mỹ gửi tặng 4.900.000 để làm một cây nước sạch và 500.000 để chán sân. Ngoài ra thì còn thêm các phần quà nữa. Dạ xin cảm ơn cô chú cô Xuân Đặng ở Mỹ đã giúp đỡ phần cây nước này cho gia đình. Dạ bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào bên trong mình xem cây nước và mình trao quà cho gia đình nha. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ bữa nay con đến thăm gia đình mình để bàn giao cây nước ha cô. Dạ, ha. Dạ đây là quà chị Diễm Hằng ở Mỹ gửi là 1 kg lạp xưởng cho gia đình. Cảm ơn. Hôm trước con có báo cho gia đình mình biết là cây nước của mình là được cô Xuân Đặng ở Mỹ giúp đỡ cho mình 4.900.000 làm cây nước sạch với lại thêm 500.000 để chán sân. Đây là của cô Xuân Đặng ở Mỹ giúp cho mình ha cô ha. Dạ có cây nước này cô có mừng không? Mừng mừng lắm. Vậy mừng lắm, cảm ơn Hùng Quân. Bây giờ ngoài ra thì con còn nhận được thêm số tiền 1.000.000 đồng này là của cô Thu Dung ở bên Úc có gửi tặng cho gia đình mình. Đây con xin chào cho gia đình nha. Cảm ơn cô Dung. Bây giờ con với cô mình qua bên đó mình coi cây nước ha cô ha. Cái nước của mình thì làm ở sau và chén thêm phần sân lại để cho gia đình sử dụng á cô chú anh chị. Đây là cái phần cây nước với lại chén sân. Mở nước giùm em anh ơi. Đây là cây nước của gia đình nè cô chú anh chị. Cái cây nước nó cũng rất là sạch, rất là trong. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi thì Yến đã hoàn thành bàn giao 6 cây nước sạch cho 6 hộ bà con không có nước sạch để sử dụng ở tại huyện Kế Sách của Sóc Trăng. Hôm nay là Yến đi rồi có thể là không có may mắn như lắm, cho nên đó là đi ngay ngày mà ngay một cái xã là bị cúp điện, cho nên là có 2 nhà là cúp điện không có thử cái cây nước được. Nhưng mà Yến cũng có nghe gia đình nói là mấy ngày qua khi mà khoan xong thì xài rất là tốt, ổn định, không có bị gì hết. Nhưng mà để kỹ hơn thì để hôm sau Yến sẽ quay lại để Yến kiểm tra cho chắc ăn. Yến cũng xin thay mặt cho những hộ bà con ở nơi đây xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con có những cây nước sạch và cùng với những cái phần quà ngày hôm nay nữa. Thì Yến vẫn còn rất là nhiều hộ chưa có nước sạch sử dụng, thì Yến sẽ cố gắng là đi đến từng hộ để mình khảo sát luôn. Tại vì hiện tại là vô mùa mưa với lại cái đường đi rất là khó, cho nên nó là đội thợ khoan rất là chậm, thì cho nên là cái Yến cũng không dám đến khảo sát nhiều quá rồi sợ bà con người ta chờ lâu, thì làm tới đâu Hiển sẽ đi vô khảo sát tới đó cho chắc ăn. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video cô Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.